À, có linh cảm là ế à, vì họ vừa quý ấy rồi đúng không? Khách mình toàn là ở ấy không á. Kiểu kiểu cảm giác buồn đấy. Chị nhớ mấy năm trước cũng ế mà, gần tới tận ế mà, trước tới tuần thì được chứ còn. Chỗ này là một vạt đen. Nè, ở Sài Gòn, ở Bình Dương phải không ta? Bình Dương bị đúng không? Covid chứ. Ừ. Năm nay sẽ hỏi ông nhiều quê ít chứ. Về rồi cách ly thôi chứ về thì Về bình thường được mà em. Không muốn về thôi chứ đi mình đi chỗ mua đó. Về được mà, khai báo y tế thôi. Nên không ra. Chị cố gắng giùm em xin hả đăng. Tắt nhạc đi em ơi. Nó biết hồi nãy chừng mở rồi rắn. Chính đấy này chị về quê làm từ thiện, về quê Nam thì làm từ thiện có 20 Nam bạn gửi, còn chị chắc cũng cỡ mười mấy vì chị cho nhà mấy người bà con vậy thôi, còn em Nam cho mấy người ngồi ngồi mới gửi mua đồ rồi đó. Vừa mua vừa cho tiền luôn. Chị gửi gì của em mới chỉ 10 triệu để mua quà. Còn về mình thêm tiền nữa. Còn mình đi tới cái chỗ mua mà người mua mà nghèo quá mình qua mình gửi thêm cho hả?
Nên hôm mì khó ăn. Mụn đá nên không có như mấy mụn kia, không có tròn. Chưa già, tuổi đời còn non quá. Như cục này được nè, như cục này được nè, tròn quay giống như là một trai. Chắc không, con bé nó bị dị ứng mà cái okay, không hợp thôi, tát nhất rồi công. Ừ, công tội họ mà cũng mệt mình nữa, mình đi chơi đồ mò réo réo mình mệt lắm. Em kêu em nghĩ đi nè, còn năm ngày nữa dùng cái chi thì trước giờ chị giữ cái dùng nữa đó. Ừ, ra tết là tính em là rất đi không tư vấn một ai luôn. Chị nói thiệt, chị làm chi mà chị về cái hậu về sao mà chị tư vấn là chị mày thá. Mong ngày qua ngày 11 có tin vui, tin buồn. Hey, cái kênh thì bị mắt nó đen này, cái mà lần này đầu tiên mình chuyển giao luôn là không bị mắt luôn rồi, đen như xít. Nghe 25 còn 5 ngày mình đã chắc dư kem, không cần gọi nữa rồi đó. Thank you.